Quý vị chuẩn bị gì cho một ngày mới? Thông tin đó có lẽ là điều quan trọng nhất. Hãy để chương trình Cà phê Sài Gòn của FBNC cập nhật cùng quý vị những sự kiện mới nhất trong 24 giờ qua, những nhận định ngắn gọn và sắc bén của chuyên gia. FBNC Cà phê Sài Gòn phát sóng từ 6 giờ đến 7 giờ sáng và từ 8 giờ đến 9 giờ sáng hàng ngày.